Chào tất cả các em, trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương 3 hình 10, đó là phương trình đường elip. Vậy thì trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là đường elip, hình ảnh của đường elip trong thực tế là gì, và phương trình của đường elip hay là những tính chất đặc biệt của đường elip thì chúng ta sẽ cùng nhau vào buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ có định nghĩa về đường elip. Cô cho trước hai điểm cố định F1, F2 và một độ dài không đổi là 2A. Trong đó 2A của chúng ta là lớn hơn độ dài F1, F2. Thì khi đó chúng ta có định nghĩa elip là tập hợp tất cả các điểm M trong mặt phẳng sao cho F1M cộng F2M của chúng ta là bằng 2A. Khi đó các điểm F1 và F2 của chúng ta sẽ được gọi là các tiêu điểm của elip. Độ dài F1, F2 của chúng ta gọi là 2C, được gọi là tiêu cự của elip. Chúng ta cùng nhìn vào hình 3.19 thì chúng ta có hình ảnh của elip. Khi đó F1, độ dài F1, F2 là bằng 2C. Điểm M của chúng ta sẽ chạy trên đường vòng này. Chúng ta chuyển sang phần 2, đó là phương trình chính tắc của elip. Cô cho elip E có hai tiêu điểm là F1, F2. Thì chúng ta biết rằng là điểm M thuộc elip khi và chỉ khi đó là độ dài F1M cộng với F2M là bằng 2A. Chúng ta sẽ chọn hệ trục OXY sao cho điểm F1 có tọa độ là -C0 và tiêu điểm F2 có tọa độ là C0. Và khi đó chúng ta sẽ chứng minh được rằng điểm M có tọa độ XY sẽ thuộc elip khi và chỉ khi đó là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình phương là bằng 1. Trong đó b bình phương của chúng ta là bằng a bình phương trừ đi c bình phương. Và phương trình trên của chúng ta sẽ được gọi là phương trình chính tắc của elip. Chuyển sang phần 3, đó là hình dạng của elip. Thì chúng ta cùng nhìn vào hình 3.21, đây chính là hình dạng của elip. Thì chúng ta nhận thấy rằng elip của chúng ta sẽ cắt hai trục OX tại hai điểm là A1 và A2. Trong đó A1 có tọa độ là -A0. Điểm A2 có tọa độ là A0. Điểm B1 có tọa độ là -B0 và điểm B2 có tọa độ là B0. A1, A2 của chúng ta còn được gọi là trục lớn. B1, B2 được gọi là trục nhỏ của elip. 4 điểm A1, A2, B1 và B2 sẽ được gọi là các đỉnh của elip. Và chúng ta nhận thấy rằng elip của chúng ta nhận hai trục OX và OY làm trục đối xứng. Chúng ta cùng vào ví dụ như sau. Ví dụ cho elip E có phương trình chính tắc đó là x bình phương trên 9 cộng với y bình phương trên 1 là bằng 1. Vậy đối chiếu với phương trình chính tắc của elip thì chúng ta sẽ có đó là a bình phương là bằng 9. Vậy thì chúng ta rút ra a nhỏ của chúng ta là bằng 3. Thứ hai là b bình phương của chúng ta là bằng 1. Vậy thì b của chúng ta sẽ bằng 1. Mà chúng ta biết rằng là b bình phương là bằng a bình phương trừ đi c bình phương. Vậy thì chúng ta cũng có c bình phương là bằng a bình phương trừ đi b bình phương. Như vậy c bình phương chính là bằng 9 trừ đi 1 và bằng 8. Mà chúng ta biết c là một số lớn hơn không? C là một số lớn hơn không? Vậy thì c của chúng ta sẽ là bằng 2 căn 2. Đến đây chúng ta sẽ xác định được tọa độ trục lớn, trục nhỏ, tiêu cự hay cũng như là tọa độ các đỉnh của elip. Trục lớn thì chúng ta nhớ rằng trục lớn của elip là bằng 2A, tức là bằng 6. Độ dài trục nhỏ của elip, trục nhỏ của elip là bằng 2C, là bằng 2B, tức là bằng 2 nhân 1 và bằng 2. Tiêu cự của chúng ta là bằng 2C, tức là bằng 4 căn 2. Chúng ta tìm tọa độ các đỉnh của elip. Các đỉnh của elip. Elip của chúng ta sẽ có tất cả là 4 đỉnh. Hai đỉnh đầu tiên đó là -30 và 30. Hai đỉnh này của chúng ta sẽ nằm trên trục OX. Hai đỉnh tiếp theo nằm trên trục OY đó là 0-1 và 0-1.
hai tiêu điểm của elip. Thì tiêu điểm F1 của chúng ta có tọa độ là trừ C0, tức là trừ 2 căn bậc 2 của 2, 0. Tiêu điểm F2 sẽ có tọa độ là 2 căn 2 và 0. Đây chính là ví dụ. Thông qua ví dụ này thì chúng ta cần chú ý những gì? Chúng ta cần chú ý thứ nhất, đó là đối với một elip thì ABC của chúng ta luôn luôn lớn hơn 0. Chúng ta luôn có đẳng thức là B bình phương bằng A bình phương trừ đi C bình phương. Độ dài trục lớn là bằng 2A, độ dài trục nhỏ là bằng 2B, tiêu cự là bằng 2C. Chúng ta biết elip sẽ có 4 đỉnh, trong đó 2 đỉnh thuộc OX, 2 đỉnh nằm trên OY. Và elip sẽ có 2 tiêu điểm F1, F2. Hai tiêu điểm này sẽ đối xứng với nhau qua tâm O. Thứ tư, đó là liên hệ giữa đường tròn và đường elip. Thì chúng ta biết đối với elip thì chúng ta sẽ có B bình phương chính là bằng A bình phương trừ đi C bình phương. Vậy khi tiêu cự của chúng ta càng nhỏ, tức là C của chúng ta càng nhỏ, vậy thì B của chúng ta sẽ càng gần đến A. Càng gần đến A, tức là trục nhỏ của chúng ta sẽ càng gần so với trục lớn. Và khi đó elip của chúng ta sẽ có hình dạng gần như giống với đường tròn. Chúng ta cùng nhìn vào hình 3.22. Ở trong mặt phẳng OXY thì chúng ta cho đường tròn C có phương trình là x bình phương cộng với y bình phương là bằng a bình phương. Khi đó với mỗi điểm M có tọa độ XY thuộc đường tròn thì chúng ta sẽ lấy điểm M' có tọa độ là x'y'. Trong đó x' là bằng x và y' là bằng b trên a nhân với y. Chú ý ở đây là 0 nhỏ hơn b, nhỏ hơn a. Chúng ta cùng nhìn vào hình 3.22. Thì khi đó điểm M' của chúng ta sẽ thỏa mãn đẳng thức là x' tất cả bình trên a bình cộng y' bình trên b bình là bằng 1. Và chúng ta thấy đây chính là phương trình chính tắc của một elip E. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần bài tập. Chúng ta vào bài 1 như sau. Bài 1 yêu cầu xác định độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm và tọa độ các đỉnh của elip có phương trình chính tắc như sau. Câu 1. Trước tiên chúng ta vào ý A. Chúng ta có x bình phương trên 25 cộng với y bình phương trên 9 là bằng 1. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định A, B và C. Từ đó sẽ xác định được độ dài các trục, tọa độ các tiêu điểm hay là tọa độ các đỉnh của elip. A bình phương của chúng ta là bằng 2, 5. Trong đó A là một số dương, do đó A sẽ là bằng 5. B bình phương là bằng 9. Trong đó B là một số lớn hơn 0, do đó B của chúng ta sẽ là bằng 3. Tiếp theo là C. C bình phương của chúng ta thì chính là bằng A bình phương trừ đi B bình phương. Như vậy sẽ là bằng 2, 5 trừ đi 9, tức là bằng 16, mà C của chúng ta là một số lớn hơn 0. Vậy thì C của chúng ta sẽ bằng 4. Đến đây chúng ta xác định được độ dài trục lớn. Chúng ta nhớ rằng độ dài trục lớn của elip là bằng 2A. Như vậy trong một trường hợp này sẽ là bằng 10. Độ dài trục nhỏ chính là bằng 2B, trong đó B của chúng ta là bằng 3, như vậy sẽ được bằng 6. Tọa độ các tiêu điểm. Tiêu điểm F1 của chúng ta có tọa độ là trừ C0, tức là trừ 40. Tiêu điểm F2 có tọa độ là C0, tức là 40. Thứ hai đó là tọa độ các đỉnh. Elip của chúng ta có tất cả là 4 đỉnh. Đỉnh đầu tiên có gọi là đỉnh A1. A1 sẽ có tọa độ là trừ A0, tức là trừ 50. Đỉnh thứ hai có tọa độ là A0, tức là 50. Đỉnh thứ ba gọi là B1. Đỉnh này có tọa độ đó là 0 trừ B, tức là 0 trừ 3. Và đỉnh cuối cùng, đỉnh thứ tư có tọa độ là 0B.
Hai đỉnh A1 và A2 sẽ nằm trên trục OX, hai đỉnh B1 và B2 sẽ nằm trên trục OY. Chúng ta chuyển sang ý B. Ý B đó là 4x bình phương cộng với 9y bình phương là bằng 1. Thì phương trình này của chúng ta chưa có dạng là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình 1 trên b bình phương là bằng 1. Do đó cô sẽ biến đổi như sau. Chúng ta chú ý rằng là 4x bình phương thì chính là bằng x bình phương tất cả trên 1/4. Tương tự 9y bình phương chính là bằng y bình phương tất cả trên 1/9 và bằng 1. Như vậy ở đây chúng ta đã đưa về dạng phương trình chính tắc. Chúng ta sẽ xác định được các hệ số A, B và C. A bình phương của chúng ta là bằng 1/4. Vậy thì chúng ta sẽ xác định được A của chúng ta là bằng 1/2. Tương tự B bình phương là bằng 1/9. Vậy thì B của chúng ta sẽ bằng 1/3. Mà C bình phương của chúng ta chính là bằng A bình phương trừ đi B bình phương, tức là bằng 1/4 trừ đi 1/9. Và chúng ta sẽ tính ra được C chính là bằng 5/36. Trong đó C là một số lớn hơn 0, do đó C của chúng ta sẽ là bằng căn 5/6. Sau khi xác định được A, B, C, chúng ta sẽ đi tính độ dài các trục. Độ dài trục lớn của chúng ta chính là bằng 2A. Như vậy chính là bằng 2 nhân với 1/2 và bằng 1. Độ dài trục nhỏ chính là bằng 2B, tức là 2 nhân với 1/3 và bằng 2/3. Tọa độ các tiêu điểm. Tiêu điểm F1 có tọa độ là trừ C0, tức là trừ căn bậc 2 của 5/6, 0. Tiêu điểm F2 có tọa độ là căn bậc 2 của 5/6, 0. Tọa độ các đỉnh. Ellipse sẽ có 4 đỉnh. Đỉnh đầu tiên gọi là đỉnh A1, có tọa độ là trừ A0, tức là trừ 1/2, 0. Đỉnh A2 sẽ có tọa độ là A0, tức là 1/2, 0. Đỉnh B1 có tọa độ là 0 trừ B, tức là 0 trừ 1/3. Và đỉnh B2 có tọa độ là 0, 1/3. Chúng ta chuyển sang ý C. Ý C của chúng ta là 4x bình phương cộng với 9y bình phương là bằng 36. Thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng phương trình này chưa có dạng chính tắc. Vì chúng ta biết vế phải của chúng ta thì luôn luôn bằng 1. Do đó để đưa về dạng chính tắc thì chúng ta sẽ chia cả hai vế cho 36. Như vậy là 4x bình phương trên 36 cộng 9y bình phương trên 36 là bằng 1. Trong đó 4x bình phương trên 36 chính là bằng x bình phương trên 9 cộng với y bình phương trên 4 và bằng 1. Như vậy chúng ta đã đưa về dạng chính tắc của elip. Từ đây chúng ta sẽ xác định được A bình phương. A bình phương của chúng ta là bằng 9, vậy thì A sẽ bằng 3. Thứ hai đó là B bình phương là bằng 4, vậy thì B của chúng ta sẽ bằng 2. C bình phương chính là bằng A bình phương trừ đi B bình phương, tức là bằng 9 trừ đi 4 và bằng 5. Từ đó chúng ta sẽ xác định được C của chúng ta là bằng căn bậc 2 của 5. Chúng ta tính độ dài các trục. Độ dài trục lớn. Độ dài trục lớn của chúng ta là bằng 2A, tức là bằng 2 nhân 3 và bằng 6. Độ dài trục nhỏ. Độ dài trục nhỏ là bằng 2B, tức là bằng 2 nhân 2 và bằng 4. Tọa độ các tiêu điểm. Tiêu điểm F1 của chúng ta sẽ có tọa độ là trừ C0, tức là trừ căn bậc 2 của 5,
0. Tiêu điểm F2 sẽ là căn bậc 2 của 5 và 0. Tọa độ các đỉnh. Tọa độ các đỉnh. Elips sẽ có 4 đỉnh. Đỉnh đầu tiên là đỉnh A1. Đỉnh A1 có tọa độ là -A0, tức là -30. Đỉnh A2 có tọa độ là A0, tức là 30. Đỉnh B1 có tọa độ là 0-B, tức là 0-2. Đỉnh B2 sẽ có tọa độ là 0-2. Chúng ta sẽ chuyển sang bài 2. Bài 2 của chúng ta đó là yêu cầu lập phương trình chính tắc của elip. Biết rằng ý A, độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6. Thì chúng ta chú ý rằng để xác định được phương trình chính tắc của elip thì chúng ta cần biết 2 trong 3 yếu tố A, B và C. Nếu chúng ta xác định được 2 trong 3 yếu tố đó thì chúng ta sẽ suy ra được phương trình chính tắc của elip. Ở đây chúng ta sẽ gọi phương trình chính tắc. Gọi phương trình chính tắc của elip. Đó chính là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình phương là bằng 1. Chúng ta vào ý A. Độ dài trục lớn là 8. Độ dài trục lớn. Thì chúng ta nhớ rằng độ dài trục lớn của elip chính là bằng 2A và trong trường hợp này là bằng 8. Vậy thì chúng ta sẽ tính được ra giá trị A chính là bằng 4. Độ dài trục nhỏ. Thì độ dài trục nhỏ của elip chính là bằng 2B và 2B của chúng ta là bằng 6. Vậy thì B của chúng ta sẽ là bằng 3. Sau khi xác định được A và B thì chúng ta sẽ suy ra được phương trình chính tắc của elip. Đó chính là x bình phương trên a bình phương, tức là x bình phương trên 16 cộng với y bình phương trên 9 sẽ là bằng 1. Tiếp theo chúng ta chuyển sang ý B. Ý B giả thiết đã cho độ dài trục lớn là bằng 10. Độ dài trục lớn của elip bằng 10. Đồng thời cũng là bằng 2A. Vậy thì chúng ta sẽ xác định được A nhỏ của chúng ta là bằng 5. Thứ hai đó là tiêu cự. Thì chúng ta nhớ rằng tiêu cự của elip thì chính là bằng 2C. Và theo giả thiết thì tiêu cự của elip là bằng 6. Vậy thì C của chúng ta sẽ là bằng 3. Biết A, biết C thì chúng ta sẽ tính được B. Chúng ta biết rằng là B bình phương chính là bằng A bình phương trừ đi C bình phương. Như vậy sẽ bằng 5 bình phương trừ đi 3 bình phương, tức là bằng 16. Do đó B của chúng ta sẽ là bằng 4. Xác định được A, B và C thì chúng ta sẽ suy ra được phương trình chính tắc của elip. Đó chính là x bình phương trên 25 cộng với y bình phương trên 16 sẽ là bằng 1. Bài 3 của chúng ta cũng là lập phương trình chính tắc của elip. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng ý như sau. Trước tiên là ý A. Ý A của chúng ta thì cho elip đi qua hai điểm, đó là điểm M và điểm N. Thì chúng ta bước đầu tiên sẽ gọi phương trình chính tắc của elip cần tìm. Đó chính là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình phương là bằng 1. Trước tiên là ý A. Vì điểm M có tọa độ là 0,3 thuộc elip E, vậy thì tọa độ điểm M sẽ thỏa mãn phương trình chính tắc của elip. Chúng ta sẽ cùng nhau thay tọa độ điểm M vào phương trình chính tắc của elip. Như vậy là 0 bình phương trên a bình phương cộng với 3 bình phương trên b bình phương là bằng 1. Điều này sẽ tương đương với 9 trên b bình phương là bằng 1. Do đó b bình phương của chúng ta chính là bằng 9. Khi b bình phương của chúng ta bằng 9, vậy thì phương trình elip sẽ có dạng
phương trình elip sẽ có dạng đó là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên 9 là bằng 1. Dữ kiện thứ hai đề bài cho đó là elip đi qua điểm N. Điểm N có tọa độ là 3, âm 12/5 thuộc elip E. Chúng ta sẽ cùng nhau thay tọa độ điểm N vào phương trình chính tắc của elip. Như vậy chúng ta sẽ có là 3 bình phương tất cả trên A bình phương cộng với Y bình phương tức là âm 12/5 tất cả bình phương trên 9 và bằng 1. Nhiệm vụ của chúng ta đó là đi tìm A bình phương. Như vậy chúng ta sẽ được là 9 trên A bình phương cộng với âm 12/5 tất cả bình phương sẽ là bằng 144 trên 25. Như vậy chúng ta có thể viết là bằng 144 trên 25 nhân 9 là bằng 1. Bằng 1. Và từ đây chúng ta sẽ giải ra được giá trị A bình phương tương ứng là bằng 25. Bằng 25. Và từ đó chúng ta kết luận được phương trình chính tắc của elip. Phương trình của elip đó chính là x bình phương trên 25 cộng với y bình phương trên 9 sẽ là bằng 1. Bằng 1. Tiếp theo chúng ta chuyển sang ý B. Ý B thì elip có một tiêu điểm F1 có tọa độ là trừ căn bậc 2 của 3,0 và đi qua một điểm M. Vì điểm F1 có tọa độ là trừ căn bậc 2 của 3,0 là một tiêu điểm của elip. Là tiêu điểm của elip. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra C nhỏ của chúng ta chính là bằng căn bậc 2 của 3. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có C bình phương chính là bằng A bình phương trừ đi B bình phương. Như vậy chúng ta sẽ có A bình phương trừ đi B bình phương. C bình phương của chúng ta chính là bằng 3. Và từ đây chúng ta rút ra được A bình phương chính là bằng B bình phương cộng với 3. Cộng với 3. Thứ hai, đó là điểm M có tọa độ là 1 căn 3 trên 2 nằm trên elip. Chúng ta cùng nhau thay tọa độ điểm M vào phương trình của elip. Như vậy chúng ta sẽ có đó là 1 bình phương trên A bình phương cộng với căn 3 trên 2 tất cả bình phương rồi chia cho B bình phương là bằng 1. Điều này sẽ tương đương với 1 trên A bình phương cộng với 3/4 B bình phương là bằng 1. Bằng 1. Mà theo trên thì chúng ta đã biết là A bình phương bằng B bình phương cộng 13. Chúng ta sẽ thay vào phương trình trên. Thay A bình phương bằng B bình phương cộng 3 vào phương trình thứ hai thì chúng ta sẽ được kết quả như sau. Đó chính là 1 trên B bình phương cộng 13 cộng với 3 trên 4 B bình phương là bằng 1. Nhiệm vụ của chúng ta đó là đi giải phương trình trên theo ẩn B. Bước đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi quy đồng. Mẫu thức chung của chúng ta sẽ là 4B bình phương nhân với B bình phương cộng 3. Như vậy sẽ là bằng 4B bình phương cộng 3 nhân với B bình phương cộng 3. Tất cả trên B bình phương cộng 3 nhân với 4B bình phương. Và sẽ là bằng 1. Bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ có 4B bình phương cộng với 3B bình phương cộng với 9. Chính là bằng B bình phương cộng với 3 nhân với 4B bình phương. 7B bình phương cộng với 9 sẽ là bằng B bình phương nhân 4B bình phương sẽ là bằng 4 lần B mũ 4. 3 nhân 4B bình phương là bằng 12B bình phương. Chúng ta thực hiện quy tắc chuyển vế đổi dấu. Chuyển vế đổi dấu. 7B bình phương cộng với 9 trừ 4 lần B mũ 4 trừ đi 12 lần B bình phương là bằng 0. Và phương trình trên sẽ tương đương với trừ 4 lần B mũ 4. Trừ 12B bình phương cộng 7B bình phương thì chính là bằng trừ 5B bình phương cộng với 9 là bằng 0. Chúng ta gọi đây là phương trình 3. Thì chúng ta nhớ phương trình 3 của chúng ta là phương trình trùng phương. Để giải phương trình trùng phương thì chúng ta sẽ đặt T là bằng B bình phương với điều kiện ẩn T lớn hơn bằng 0. Vậy thì khi đó phương trình thứ 3 của chúng ta sẽ trở thành là trừ 4T bình phương trừ đi 5T cộng với 9 là bằng 0.
Giải phương trình trên với ẩn đặt T thì chúng ta sẽ tìm ra được T1 của chúng ta là bằng 1 và T2 là bằng trừ 9 phần 4. Đối chiếu điều kiện T lớn hơn bằng 0 thì chúng ta nhận thấy T2 bằng âm 9 phần 4 sẽ là bị loại. Như vậy T1 của chúng ta là bằng 1. Với T1 là bằng 1 thì tức là B bình phương của chúng ta là bằng 1. B bình phương là bằng 1. B bình phương bằng 1. Vậy thì chúng ta sẽ tính được A bình phương chính là bằng B bình phương cộng 3, tức là bằng 4. Đến đây chúng ta sẽ suy ra được phương trình chính tắc của elip cần tìm. Phương trình chính tắc của elip đó là x bình phương trên a bình phương tức là trên 4 cộng với y bình phương trên b bình phương tức là trên 1 bằng 1. Thì đây chính là phương trình chính tắc của elip cần tìm. Bài 4 của chúng ta đó là để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 80 cm và trục nhỏ là 40 cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước là 80 cm nhân với 40 cm. Thì người ta đã vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hình 3.19. Hỏi phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép là bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu. Chúng ta có tấm ván ép nhìn giữa có kích thước là bằng 40 nhân với 80 cm. Và khi đó chúng ta sẽ có một elip với độ dài trục lớn là bằng 80 cm và trục nhỏ là bằng 40 cm. Khi đó chúng ta gọi hai tiêu điểm của elip đã cho là F1 và F2. Vậy thì khi đó F1 và F2 chính là hai vị trí để chúng ta đóng hai cái đinh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tính khoảng cách từ F1 cho đến cách tấm ván F như sau. Câu 4, chúng ta gọi phương trình chính tắc của elip. Gọi phương trình chính tắc của elip sẽ có phương trình đó là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình phương là bằng 1. Theo giả thiết thì chúng ta có độ dài trục lớn là bằng 80 cm. Vì độ dài của trục lớn là 80 cm. Vậy thì chúng ta sẽ có là 2a bằng 80 cm và chúng ta giải ra được giá trị a tương ứng chính là bằng 40 cm. Thứ hai đó là độ dài trục nhỏ. Thì chúng ta có độ dài trục nhỏ đó là bằng 40 cm. Vậy thì chúng ta sẽ có 2B là bằng 40 cm. Do đó giá trị B của chúng ta là bằng 20 cm. 20 cm. Khi đó chúng ta sẽ tính được C bình phương. C bình phương của chúng ta chính là bằng A bình phương trừ đi B bình phương, tức là bằng 40 bình phương trừ đi 20 bình phương. Và chúng ta tính ra được là bằng 1.200. Do đó giá trị C của chúng ta chính là bằng căn 1.200 hay chính là bằng 20 căn 3. Khi đó chúng ta sẽ tính được tiêu cự F1, F2. Tiêu cự khoảng cách F1, F2 là bằng 2C, tức là bằng 40 căn 3. Thì chúng ta chú ý như sau, cả chiều dài của tấm ván của chúng ta là bằng 80 cm, trong khi đó khoảng cách của F1 và F2 là bằng 40 căn 3 cm. Vậy thì khi đó khoảng cách từ F1 đến mép ván và khoảng cách từ F2 đến mép ván là bằng nhau và là sẽ bằng 80 trừ đi 40 căn 3 tất cả trên 2. Khoảng cách từ vị trí hai chiếc đinh. F1, F2 đến 2 mét ván. Chúng ta sẽ tính ra được đó chính là bằng 2a trừ đi 2c tất cả trên 2 hay chính là bằng a trừ đi c. Trong đó A của chúng ta là bằng 40, C của chúng ta là bằng 20 căn 3.
40 trừ đi 20 căn 3 thì chúng ta sẽ tính ra được xấp xỉ đó chính là 5,36 cm. Từ đó chúng ta sẽ tính được độ dài vòng dây cuốn. Thì chúng ta cần chú ý như sau, độ dài vòng dây cuốn của chúng ta hay chính là chu vi của tam giác MF1, F2. Như vậy độ dài dòng vòng cuốn sẽ là bằng MF1 cộng với MF2 cộng với F1, F2. Trong đó MF1 cộng MF2 thì chúng ta biết đó chính là bằng 2A, F1, F2 là bằng 2C. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thay số. A của chúng ta là bằng 40, C của chúng ta là bằng 20 căn 3. 20 căn 3 và chúng ta sẽ tính ra được xấp xỉ là bằng 149,3 cm. Bài 5 của chúng ta thì cho hai đường tròn C1 có tâm là F1 bán kính R1 và đường tròn C2 có tâm là F2 bán kính R2. Trong đó đường tròn C1 là nằm trong đường tròn C2 và hai tâm F1, F2 là khác nhau. Đường tròn C của chúng ta thay đổi nhưng tiếp xúc ngoài với đường tròn C1 và tiếp xúc trong với đường tròn C2. Đề bài yêu cầu chứng tỏ rằng tâm M của đường tròn C sẽ di động trên một đường elip. Ở đây có liên quan đến kiến thức hai đường tròn tiếp xúc trong và tiếp xúc ngoài. Thì cô sẽ nhắc lại kiến thức về hai đường tròn tiếp xúc trong và tiếp xúc ngoài. Cho đường tròn C1 có tâm là O1 bán kính R1 và đường tròn C2 có tâm là O2 bán kính là R2. R2. Thì trường hợp thứ nhất đó là hai đường tròn trên sẽ tiếp xúc ngoài. Tiếp xúc ngoài. Trong trường hợp hai đường tròn tiếp xúc ngoài thì chúng ta sẽ có khoảng cách hai tâm O1, O2 chính là bằng tổng hai bán kính R1 cộng với R2. Trường hợp thứ hai đó là tiếp xúc trong. Tiếp xúc trong, cô giả sử đó là bán kính R1 lớn hơn bán kính R2. Vậy trong trường hợp tiếp xúc trong thì chúng ta sẽ có khoảng cách hai tâm chính là bán kính R1 trừ đi bán kính R2. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải quyết câu 5. Chúng ta sẽ trình bày lời giải như sau. Lời giải. Chúng ta sẽ gọi C là đường tròn có tâm là M và bán kính là R. Gọi đường tròn C có tâm là M và bán kính là R. Bán kính là R. Giữa kiện đầu tiên đề bài đã cho chúng ta đó là đường tròn C tiếp xúc ngoài với đường tròn C1. Vì đường tròn C tiếp xúc ngoài. Tiếp xúc ngoài với đường tròn C1. Với đường tròn C1. Vậy thì chúng ta sẽ có đó là khoảng cách hai tâm chính là MF1 sẽ là bằng tổng hai bán kính tức là bằng R cộng với R1. Dữ kiện thứ hai đó là đường tròn C sẽ tiếp xúc trong với đường tròn C2. Tiếp xúc trong với đường tròn C2. Vậy thì chúng ta sẽ có đó là MF2. MF2 chính là bằng R2 trừ đi bán kính R. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ tính được tổng MF1 cộng với MF2. MF1 thì chính là bằng R cộng với R1. MF2 là bằng R2 trừ đi R. Thì chúng ta sẽ rút gọn R và trừ R cho nhau. Kết quả của chúng ta sẽ là bằng R1 cộng với R2. Trong đó tổng R1, R2 là một hằng số. Điều này chứng tỏ rằng điểm M của chúng ta có tổng khoảng cách MF1 cộng MF2 đến hai điểm cố định F1, F2 có độ dài không đổi là R1 cộng với R2. Mà F1, F2 là hai điểm cố định. Là hai điểm cố định. Tổng R1 cộng với R2 bằng một số không đổi.
bằng một số không đổi. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được điểm M của chúng ta. Điểm M của chúng ta sẽ nằm trên elip. Nằm trên elip có hai tiêu điểm chính là F1 và F2. Có hai tiêu điểm là F1 và F2. Và có độ dài trục lớn là bằng R1 cộng với R2. Có độ dài trục lớn bằng 2A bằng với R1 cộng với R2. Cộng với R2. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài 5. Như vậy trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về phương trình đường elip, những tính chất của đường elip. Thì cô sẽ nhắc lại như sau. Thứ nhất, phương trình elip sẽ có phương trình chính tắc, đó là x bình phương trên a bình phương cộng với y bình phương trên b bình phương là bằng 1. Trong đó a, b của chúng ta là các số dương và đều lớn hơn 0. Đều lớn hơn 0. Chúng ta sẽ có c bình phương là bằng a bình phương trừ đi b bình phương. Và khi đó chúng ta có độ dài trục lớn. Độ dài trục lớn là bằng 2a. Bằng 2a. Độ dài trục nhỏ. Độ dài trục nhỏ là bằng 2b. Là bằng 2b. Tiêu cự thì là bằng 2c. Tiêu cự chính là khoảng cách hai tiêu điểm F1, F2 là bằng 2c. Elip sẽ có hai tiêu điểm. Có hai tiêu điểm. Tiêu điểm đầu tiên, tiêu điểm F1 sẽ có tọa độ là trừ C0. Tiêu điểm F2 có tọa độ là C0. Elip sẽ có 4 đỉnh. Có 4 đỉnh. Đỉnh đầu tiên sẽ có tọa độ là trừ A0. Đỉnh thứ hai có tọa độ là A0. Đỉnh thứ ba có tọa độ là 0 trừ B. Và đỉnh thứ tư đó là 0B. Không B. Và chú ý rằng elip của chúng ta thì nhận các trục OX và OY làm trục đối xứng. Bài học ngày hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau.